tiền bạc tài sản có phải của ta? Tiền bạc do đâu mà có? Vương tặc thủy hỏa cặp phi ái tử. Chư vị có tổn hao tài sản vì một trong năm lý do này, đừng vội nản chí, vì trong hỏa ẩn tàn phúc. Giả dụ có mất hết tài sản vẫn còn thân người, còn thân người là còn cơ hội tạo phước. Khải Toàn mời chư vị lắng nghe. Kinh Phật nói, của cải tài sản vốn vô thường, của cải tổn hại là do năm cái duyên: vua, giặc cướp, lửa, nước và con hư. Cái duyên thứ nhất, thời xưa do vua ra lệnh lấy của cải, ngày nay do chính quyền can thiệp tịch thu. Cái duyên thứ hai, bị trộm cướp lấy mất. Cái duyên thứ ba, làm ăn sung túc phát đạt, gặp bào hỏa đến thăm, thiêu rụi tất cả nhà cửa tiền của, đó là nạn hỏa. Cái duyên thứ tư, đang sống an ổn, thuyền bè mua vụ, hàng hóa chất đầy nhà, bão lũ ập đến, kéo theo lũ lụt cuốn trôi, mất trắng tài sản, đó là nạn thủy. Cái duyên thứ năm, sanh đứa con bất hiếu, đời này đến báo oán, phá hoại gia sản, đó là nạn con hư. Người đột nhiên bị tiêu tài sản, không ngoài năm lý do trên làm tiêu tán, phải biết trước đó không giữ giới trộm cướp. Người đã xa lìa trộm cướp thì được quả báo tốt, hiện đời của cải không bị cướp phá, mà đời sau gia sản không bị tiêu tán diệt bởi năm lý do vừa kể trên. Tư tài doanh tích, vương tặc thủy hỏa cặp phi ái tử, bất năng tán diệt. Đây là một đoạn trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Phật dựa trên nhân quả mà nói về nghiệp thứ hai trộm cướp trong 10 nghiệp. Lời kinh Phật 3.000 năm không thể sai lệch. Ngài chỉ bài về nhân quả để chúng sinh lìa khổ được vui, chuyển họa thành phúc. Trong kinh Kim Cang giảng giải, lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không kể một câu chuyện. Một người đàn ông lớn tuổi, tâm trạng rất u buồn khổ tột độ, nguyên do nhà hàng xóm trái lan sang nhà của ông, trái cả ngôi nhà của ông, tiêu tan gia sản. Đau buồn hơn, mất đi người vợ thân thương. Tổ sư Ấn Quang hay chuyện, bèn viết cho ông một lá thư rất dài khai thị, mong rằng ông nhân cái duyên này, hãy nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, còn gì thù thắng hơn. Những vị lớn tuổi đến gặp Khải Toàn cầu danh cầu tài. Khải Toàn khẳng khái nói, tuổi ngoài 60 cô chú cầu an lạc vãng sanh, Khải Toàn có thể giúp. Đừng vọng tưởng cầu những thứ khác, không khéo làm con ma đau khổ trong chính ngôi nhà của mình. Ở câu chuyện trên, xem ra người đàn ông lớn tuổi này nhà bị cháy vẫn còn may mắn hơn bao người khác, vì có cơ hội buông xuống triệt để. May hơn những người đã từng có rất nhiều, có giàu có tiền của, nhà cửa, danh lợi, gia sản, bản thân quyến thuộc. Quá nhiều thứ không thể buông xuống, rồi khi vô thường đến, không kịp trở tay. Phật dạy trong kinh Mười Thiện, người đã xa lìa trộm cướp thì được quả báo tốt. Hiện đời của cải không bị cướp phá thủy hỏa, mà đời sau gia sản không bị tiêu tán diệt bởi năm lý do vừa kể trên. Của cải là của năm nhà, không bị chính quyền thì bị trộm cướp, không bị trộm cướp thì gặp nạn hỏa, không nạn hỏa thì nạn thủy, không nạn vua cướp hỏa thủy thì con cái phá tiêu sản. Tài mạng sắc lực an lạc, biện tài cụ túc vô khuyết, là một đoạn trong kinh Thập Thiện. Người không trộm cướp được quả báo tốt là của cải, mạng sống, sức lực đều được an ổn. Về mặt ăn nói biện luận đầy đủ, không thiếu sót. Ly bất giữ thủ nhi hành tiết cố, thường phú tài bảo vô năng săn đoạt, tối thắng vô tỷ, tất năng bị tập chư Phật pháp tạng. Do liền nghiệp không trộm cướp, cố lấy của chẳng cho, lại tu hạnh bố thí, nên thường giàu có, của báo không bị ai cướp đoạt, không ai sánh kịp, và thâu thập tất cả đầy đủ những kho tàng Phật pháp. Không trộm cướp lại còn biết bố thí cho đi, tiền của đầy đủ. Phật chỉ bài và khuyến thiện chúng sanh, muốn quả báo thiện phải tu hạnh bố thí.
Tiền của là của năm nhà, Vương Tặc, Thủy Hỏa, Cập Phi, Ái Tử. Nếu không mất vào năm điều trên, tức đời trước chư vị giữ giới không trộm cướp, lại còn biết bố thí. Trong cả ngàn người, Khải Toàn đã xem, người mệnh có tiền, thời vận tốt, đi uống cà phê ngoài quán, nói chuyện chơi, tự dưng có cơ hội làm ăn lớn, có thêm số tiền lớn. Không những một mà rất nhiều lần, vì mệnh và vận vốn có cái nhân tài phú, đời này cơ hội tiền tài đến không ngừng. Cũng chính vì thấy được họa phước trong sinh thần bát tự của một người ra sao, thấy được phước tài lộc, phước tình cảm, sự độ lượng, Khải Toàn có thể chọn để giúp. Có những trường hợp khéo từ chối vì không đủ khả năng. Mệnh kém, vận kém, chưa có một pháp môn tu sửa nhất định, thì không có thần Phật phong thủy nào giúp được cả. Tiền của đời này là quả, sự bố thí đời trước là nhân, thiện nhân sẽ có thiện quả, ác nhân sẽ có ác báo. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lành.